Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình bóc anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục cầm 116k vào bắt cũng như đọc cầu siêu xe con bình bóc này cho tất cả anh em cùng xem nhá. Ok, thì trước khi vào siêu xe thì mình vẫn vào lượt poker trên dưới anh em. Đấy, mình kiếm ra 7 lít rồi mình sẽ qua bắt cầu siêu xe cho anh em cùng xem nhá. Đấy thì cái con siêu xe này thì mình theo mình cảm thấy thì nó khá là dễ. Kể cả mình đánh trên live cho anh em xem, chưa bao giờ mình mất trò siêu xe quay thú với lại con xích bo luôn anh em ạ. Ba con này là ba con tụ của mình luôn, mình để dành để đưa tất cả anh em về bờ nhá. Đấy, để dành công thức để đưa anh em về bờ. Rồi bây giờ thì không lòng vòng nữa mà mình sẽ qua, bây giờ lên 982k đúng không? Bây giờ mình sẽ qua siêu xe luôn. Ok, nó ra siêu xe phát thì đẹp ngay luôn anh em nhá. Rồi bây giờ đến lượt mình rồi đấy anh em ạ, đến lượt mình húp rồi đấy anh em. Rồi thì anh em đấy, cái công thức này thì nó cũng khá đơn giản đấy, không biết anh em như thế nào chứ mình chơi kiểu này chưa bao giờ mất luôn anh em ạ. Đấy, tí mình sẽ chia sẻ cho anh em một chút về những cái vấn đề để anh em chơi luôn thắng trong cái con siêu xe bình bốc này anh em nhá. Rồi phát đầu tiên húp nhá. Anh em nào mà chưa trải nghiệm cái con bình bốc này ấy, anh em, đấy link mình đã ghi dưới phần bình luận với mô tả rồi. Anh em chỉ cần tải về, liên kết xong anh em vào cái nhóm Telegram mình ghi ở trong mô tả đấy, dưới cái link tải đấy anh em. Anh em gửi ID vào đó anh em sẽ nhận auto 20k code. Và đặc biệt nữa, con này anh em chỉ cần nạp 100k lần đầu sẽ được khuyến mãi 58k, anh em vào hòm thư để nhận nhá. Rồi để mình xem thử thách tất tay hai phát xem có ăn không anh em nhá. Hai tay tất tay này. Rồi lại phải ăn anh em nhá. Đấy, mình chơi theo công thức này chưa bao giờ mình biết mất là cái mùi vị như thế nào luôn anh em, thật sự luôn. Siêu xe này, quay thú này, rồi xích bo này, lật poker trên dưới này, chưa bao giờ mình mất bốn cái trò này luôn. Chơi kiểu nào mình cũng ăn anh em nhá. Đấy thì anh em tốt nhất anh em vào chờ khi nó ra siêu xe rồi anh em hắng chơi nhá. Nếu mà ra con mẹt thì anh em chờ thêm một tay sau nữa anh em mới chơi, còn ra ba con siêu xe này thì anh em sẽ chơi liền luôn, tất tay liền cho mình nhá. Rồi tất tay ba phát ăn cả ba anh em nhá. Rồi ok chưa, tất tay ba phát ăn cả ba nhá. Do anh em biết vì sao mình không bắt con kia không, con kia ra hai phát liên tục rồi cho nên mình bỏ. Rồi thì anh em tốt nhất thì từ đầu đến cuối anh em nên bắt hai con ở giữa auto, phát nào cũng phải bắt nhá. Anh em chỉ một là nên bỏ con Mazda, hai là anh em nên bỏ con BM đắp thôi, anh em chỉ bỏ một trong hai con này thôi, còn anh em sẽ bắt ba con còn lại nhá, hai con còn lại nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt tiếp tục ba con này anh em nhá. Đấy, lại phải ăn anh em ạ. Bốn tay ăn cả bốn luôn. Chưa biết mùi vị mất là như thế nào luôn anh em ạ. Mình vào mà gặp phát nó ra siêu xe là coi như nó xong đời với mình rồi. Bây giờ lên 4,7 triệu rồi, bây giờ mình sẽ ra vào lại anh em nhá. Mình sẽ ra vào lại ăn nãy giờ chưa thua phát nào. Ok, vẫn cầu này nhá, vẫn cầu cũ nhá anh em. Vừa ra con BM đắp xong nhá, vẫn cầu cũ nhá. Vẫn cầu cũ thì bây giờ mình sẽ bỏ con BM đắp, mình sẽ bắt tất tay. Đấy, tất tay ba con này mỗi con 1,5 triệu nhá. Rồi, chắc chắn lại phải ăn tiếp rồi anh em ạ. Đấy, ok chưa, uy tín chưa, năm tay ăn thông cả năm anh em nhá. Đấy, năm tay ăn thông cả năm nhá, lên 7,5 triệu nhá. Đấy, hôm nay vốn có 112k anh em ạ. Đấy, anh em nào mà đang xem đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh với nhá. Ok, cảm ơn anh em nhiều. Mỗi ngày thì mình sẽ dành ra tầm 1 tiếng đồng hồ, tầm buổi sáng 9 giờ đến 10 giờ sáng mình sẽ đưa tầm 5 đến 7 người về bờ nhá. Đấy, anh em nào mà cần về bờ, xa bờ thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình trong mô tả nhá. Mình sẽ đưa anh em về bờ miễn phí nhá. Ok, lâu lâu nó ra. Nãy giờ ăn 5 tay rồi thì mất một tay cũng chả sao đâu anh em nhá. Đấy, nó đơn giản. Nhưng mà anh em chơi cái này là đừng có bao giờ tất tay. Anh em phải nên nhớ, anh em phải chia ra ba vốn. Anh em phải chia ba ra đấy anh em. Ví dụ 1 triệu, anh em đánh mỗi tay ba con, mỗi tay 100k, anh em chia đều ra như thế này. Anh em phải chia làm sao mà được 3 lần đấy anh em. Đấy, được 3 lần đấy là ok, uy tín luôn, không bao giờ mất luôn. Đấy, vốn 100k thì anh em đánh mỗi con 10k đi anh em. Đấy, ăn nhá anh em, cho nó ăn một phát thôi anh em, mà mình sẽ ăn lại nó gấp 10 lần anh em. Đấy, 9,8 triệu nhá, ok chưa. Nãy giờ là mình bắt 2, 4, 6, 7 tay mới mất có một tay mẹt anh em nhá. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bắt ba con này anh em. Anh em cứ đè ba con nó bắt auto ăn luôn anh em. Mình sẽ tắt tay cho anh em xem phát nữa cho anh em biết cái đẳng cấp mình thượng thừa đến đâu rồi. Đấy, tối thì tầm 8 giờ tối mình thường thường live stream trên kênh Đình Lâm Gaming. Anh em nào xem thì vào kênh mình nhá, ủng hộ mình anh em. Ok, ăn phát nữa anh em, 2,8 triệu này, ok chưa, ăn tay nhỏ nhất anh em ạ. Hơi bị khổ luôn. Tay to không được ăn, ăn tay nhỏ anh em ạ. Anh em thấy nãy giờ mình bắt 8 tay 2, 4, 6, đúng 8 tay mới mất có một tay mẹt thôi anh em. Ăn 7 tay là đây, bây giờ hiện tại đang lái
13.600.000 anh em nhá. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục bắt ba con này, mỗi con 1.500.000 nhá. Để cho anh em xem này. Địt mé lại ra siêu xe anh em ạ, cay chưa? Mé ra siêu xe chịu rồi. Cay nhỉ. Đấy, anh em chơi cho nên mình bảo anh em vì sao không nên thất tay đấy anh em. Khi nào cầu nào chắc thì mình mới thất tay thôi, như cái cầu này thì không bao giờ mà có ai có thể ngăn cản được mình ăn một trong ba con này cả anh em ạ. Đấy cho nên mình cứ bảo anh em chia ba vốn ra mà chơi. Đấy nhiều khi nó ra hai ba con nó biệt hai ba con này siêu xe thì cũng phải chấp nhận thôi. Ok nhá anh em, 3.500.000 nhá. À 3.000.000 chứ. 3.050.000 mà nhân với 5 thì bằng 14.800.000 anh em. Đấy, vẫn chưa lên được nhiều anh em. Bây giờ mình sẽ đánh một phát nữa anh em này. Nó ra siêu xe phát là coi như đời nó xong với mình rồi, còn gì đâu nữa anh em. Đấy, mình ăn phát này nữa chắc mình cũng dừng clip tại đây thôi anh em. Đấy, ăn thế này anh em nào mà chưa tải tải đi rồi inbox ngay thì mình đưa anh em về bờ nhá. Ok anh em. Mình đưa anh em về bờ thì chỉ có miễn phí thôi nhá, không lấy phí đâu anh em nhá. Ok, ăn tiếp này. Đấy, mất thì mình hoàn vốn, ăn thì anh em nhận nhá. Có bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. 100k lên 24 củ anh em nhá.